Kính chào quý vị và các bạn đang cùng đến với kênh Tin Mới. Ngày hôm nay đã diễn ra những sự kiện nóng và đáng chú ý nào? Tình hình chính trị xã hội trong nước và quốc tế có gì đặc biệt? Hãy cùng đón xem với chúng tôi ngay sau đây. Xin chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Tin Mới. Thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay Tin Mới xin truyền đến quý vị khán giả những thông tin mới nhất liên quan đến tình hình lũ lụt đang diễn ra tại Trung Quốc, đặc biệt là những hậu quả nghiêm trọng do mưa lũ đưa đến cho nền kinh tế của nước này. Và trước khi đi vào nội dung chi tiết thì xin mời quý vị cùng chúng tôi điểm qua các thông tin chính ngay sau đây. Lũ lụt Trung Quốc làm sập cầu ở thác nước màu vàng lớn nhất thế giới. Ảnh vệ tinh các thành phố Trung Quốc ngập sâu trong lũ sông Dương Tử. Dân Trung Quốc đổ xô về Vũ Hán sau lũ lụt. Lũ lụt đang tàn phá nặng nề nền nông nghiệp Trung Quốc. Thưa quý vị và các bạn, lũ lụt Trung Quốc làm sập cây cầu ở thác nước Hồ Khẩu, thác nước màu vàng lớn nhất thế giới ở tỉnh Sơn Tây, phía bắc của nước Trung Quốc, và điểm du lịch nổi tiếng này đã buộc đóng cửa trong tuần trước. Thác Hồ Khẩu, thác nước lớn nhất trên sông Hoàng Hà, cũng nổi tiếng là thác nước màu vàng lớn nhất thế giới với chiều cao 20m, chiều rộng thay đổi theo mùa có thể lên đến 50m trong mùa lũ. Theo Tân Hoa Xã đưa tin, từ hơn một tháng nay, thác nước Hồ Khẩu đã bước vào mùa lũ năm 2023 ở Trung Quốc. Lưu lượng dòng chảy thác Hồ Khẩu đã lên hơn 1.500 mét khối một giây, gấp 3 lần lưu lượng bình thường sau mưa lớn trên thượng nguồn sông Hoàng Hà và xả lũ từ một hồ chứa nước. Ngày hôm qua, Trung Quốc cảnh báo mưa bão cấp 4 ở nhiều tỉnh thành, báo động nguy cơ lũ lụt và lở đất. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc phát cảnh báo màu xanh, cấp thấp nhất trong thang cảnh báo 4 cấp được mã hóa bằng màu sắc về các trận mưa lũ ở một số tỉnh và khu vực nơi đã hứng chịu lũ lụt và mưa như chút, tàn phá trong hơn 2 tháng qua. Nổi tiếng trên toàn thế giới vì nước có màu vàng, thác Hồ Khẩu giống như một ấm trà khổng lồ với hình ảnh dòng nước vàng chảy cuồn cuộn và đặc biệt hung dữ trong mùa lũ. Hình ảnh trên được Taiwan News công bố 3 ngày trước. Hình ảnh được chụp bằng vệ tinh có độ phân giải cao Planetscope và được Promagrady xử lý. Cụ thể, tại Trùng Khánh, ở thượng nguồn của đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử bắt đầu hứng mưa lớn và lũ lụt nghiêm trọng cách đây gần một tháng. Những trận mưa lớn đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng trên khắp thành phố, khiến 188.025 người ở 19 quận huyện bị ảnh hưởng, 1.000 ngôi nhà bị phá hủy và 6.000 hecta hoa màu bị ngập, theo China News Service. Hình ảnh trước và sau lũ ở Trùng Khánh cho thấy những bờ cát, đảo và bến tàu ở các quận Du Trung và Nam Ngạn có thể nhìn rõ trong tháng trước đã bị nước lũ màu nâu dày đặc bao phủ. Trong tháng vừa qua, lưu lượng tàu thuyền chở hàng hóa trên sông Dương Tử đoạn qua Trùng Khánh dường như đã giảm xuống không trong tháng này. Tại Vũ Hán, nơi khởi phát đại dịch COVID-19 nằm ven sông Dương Tử, hạ lưu đập Tam Hiệp do đó cũng chịu ảnh hưởng mạnh bởi lũ lụt. Mực nước dâng cao đáng kể ở Vũ Hán kể từ hồi cuối tháng trước. Vừa qua, Tân Hoa Xã cho biết trận lũ lụt số 2 năm 2023 đã hình thành trên thượng nguồn sông Dương Tử. Trận lũ lớn đổ về đập Tam Hiệp với dòng chảy cực đại lên tới 61.000 mét khối mỗi giây vào lúc 8 giờ sáng ngày hôm qua, đánh dấu đợt lũ lụt lớn nhất đổ về đập Tam Hiệp cho tới thời điểm đó. Đập Tam Hiệp cũng xả lũ ở mức 33.000 mét khối mỗi giây. Trong ảnh là ngày thứ 6 vừa qua, mực nước sông Dương Tử dâng cao hơn nhiều so với hình ảnh cách đây 2 tháng. Tại Nam Dương, đây là khu vực nằm cạnh Hồ Bà Dương, hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc ở khu vực hạ lưu sông Dương Tử. Tuần qua, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin, lực lượng cứu hộ đã hoàn tất đoạn đê vỡ dài 188m ở Hồ Bà Dương. Đoạn đê vỡ dài 188m trong suốt 9 ngày qua đã gây ra lũ lụt trên diện rộng, trên 15 ngôi làng và các cánh đồng nông nghiệp ở tỉnh Giang Tây, hơn 14.000 người đã phải sơ tán. Trong ảnh, có thể thấy các hòn đảo với những khu vực cây xanh ven sông Dương Tử đã hoàn toàn bị nhấn chìm trong nước lũ, khác hẳn với màu xanh tươi sáng vào 2 ngày trước đó. Khách du lịch cuối cùng cũng đã quay trở lại các điểm tham quan chính của Vũ Hán vài tháng sau khi thành phố này trở thành tâm chấn đợt bùng phát dịch COVID-19 của Trung Quốc và trải qua đợt lũ tồi tệ nhất trong nhiều năm. Theo tờ South China Morning Post, các nhà chức trách cho biết một số điểm tham quan nổi tiếng nhất đã thu hút lượng du khách cao hơn bình thường vào cuối tuần qua sau khi vé vào cửa được miễn phí tại 400 điểm tham quan trên khắp tỉnh Hồ Bắc cho đến cuối năm. Vào 2 ngày trước, hơn 12.000 người đã đến thăm Hoàng Hạc Lâu, gấp 3 lần con số bình thường hàng ngày.
theo tờ Trường Giang Nhật Báo. Và ngày hôm qua, địa điểm này đã đạt công suất tối đa hàng ngày là 25.000 người và phải đưa ra một thông báo trên mạng xã hội yêu cầu mọi người tránh xa. Hồ Mộc Lan, một thắng cảnh ở phía bắc thành phố cũng có số lượng tăng tương tự. Hơn 3.000 khách du lịch đã đến vào ngày hôm kia, tăng gấp 3 lần so với cuối tuần trước. UC, một nhân viên của Hồ cho biết các địa điểm du lịch khác ở Vũ Hán cũng có lượng khách du lịch tăng lên tương tự. Du khách từ tất cả các khu vực của Trung Quốc không có ca COVID-19 mới nào trong 2 tuần được phép tới các điểm tham quan. Trước đó, chính quyền thành phố Vũ Hán đã ban bố cảnh báo lũ cao nhất. Nước lũ dâng cao đã làm vỡ đê bao quanh hồ Pô Hang ở tỉnh Giang Tây vài tháng trước và phá hủy hàng ngàn hecta đất nông nghiệp ở nơi được gọi là vùng đất của cá và lúa. Lưu vực sông Dương Tử bao gồm hồ Pô Hang trải dài gần 6.300 km từ Thượng Hải đến gần Tây Tạng, đóng góp đến 70% sản lượng gạo của Trung Quốc. Với những nông dân phải gánh chịu những thiệt hại rất nặng nề, mưa không chỉ làm hỏng mùa màng mà họ sắp thu hoạch, lũ lớn còn khiến chúng không thể cứu vãn. Bao Yen Tao, một người dân canh tác ở một ngôi làng gần Pô Hang cho biết đất còn chìm trong nước. Điều đó có nghĩa chúng tôi sẽ không thu hoạch được gì đến hết năm. Trận lụt gây ngập cánh đồng của anh Bao và hơn 5,2 triệu hecta đất trồng trọt là trận lũ lụt tồi tệ nhất mà Trung Quốc phải trải qua trong nhiều năm. Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc ước tính tổn thất kinh tế trực tiếp của thảm họa là 21 tỷ đô la do đất nông nghiệp, đường xá và các tài sản khác bị phá hủy. Khoảng 55 triệu người, bao gồm cả những nông dân như Bao, cũng bị ảnh hưởng. Thảm họa là tin xấu đối với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, vốn đang trong tình trạng mong manh vì đại dịch. Đến nay, Bắc Kinh phải đảm bảo nguồn cung cấp lương thực bằng cách nhập khẩu một lượng lớn sản phẩm từ các nước khác và giải phóng hàng chục triệu tấn từ các nguồn dự trữ chiến lược. Tuy nhiên, dịch bệnh và căng thẳng giữa Trung Quốc với phương Tây có thể khiến việc nhập khẩu trở nên phức tạp hơn trong tương lai. Kính thưa quý vị và các bạn, lũ lụt ở Hà Nam có thể khiến tổng số tiền yêu cầu bồi thường bảo hiểm lên tới 11 tỷ nhân dân tệ, tương đương 1,7 tỷ đô la Mỹ, 40.000 tỷ đồng, Goldman Sachs nhận định. Theo Goldman Sachs, Trịnh Châu sẽ chiếm phần lớn yêu cầu bồi thường bảo hiểm sau đợt lũ lụt bởi có rất nhiều tài sản và ô tô đã bị hư hại. Lũ lụt ở Hà Nam có thể kích hoạt khoản chi trả bảo hiểm lớn nhất trong một thảm họa thiên nhiên ở Trung Quốc vì Trịnh Châu là một thành phố lớn. Louis Timmenkong, giám đốc điều hành của Wealthy Securities, cho biết công ty bảo hiểm nhân dân Trung Quốc PICC ước tính khoản bồi thường cho khách hàng của công ty lên tới 2 tỷ nhân dân tệ, khoảng hơn 300 triệu đô la Mỹ. Công ty bảo hiểm thành lập năm 1949 có công ty bảo hiểm tài sản và thương vong lớn nhất Trung Quốc cho biết đã nhận được hơn 200.000 yêu cầu bảo hiểm liên quan đến thiệt hại do lũ lụt ở Hà Nam tính đến 17 giờ ngày đầu tháng này. Ping An Insurance, tập đoàn bảo hiểm lớn nhất Trung Quốc và là đơn vị bảo hiểm tài sản và thương vong lớn thứ hai, cho biết sẽ phải trả khoảng 1 tỷ nhân dân tệ, khoảng 154 triệu đô la Mỹ bồi thường liên quan đến thảm họa thiên nhiên ở Hà Nam. Theo nhà chức trách Trung Quốc, lũ lụt do mưa lớn ở tỉnh Hà Nam tuần trước khiến ít nhất 69 người thiệt mạng, 5 người vẫn mất tích, hàng nghìn ô tô và nhà cửa bị hư hại và đất nông nghiệp bị ngập nước lũ. Tại thủ phủ Trịnh Châu, gần 400.000 người phải sơ tán và thiệt hại kinh tế trực tiếp cho thành phố là 65,5 tỷ nhân dân tệ, khoảng 10,12 tỷ đô la Mỹ. Việc lũ lụt Trung Quốc gây thiệt hại lớn trong năm 2022 có liên quan tới thiên tai ở tỉnh Hà Nam, gây thiệt hại kinh tế khoảng 19 tỷ đô la Mỹ, trong đó có 2,3 tỷ đô la Mỹ được chi trả bảo hiểm. Theo đơn vị nghiên cứu của Wisdom Institute, một trong những công ty tái bảo hiểm lớn nhất thế giới, trong lịch sử, châu Á là khu vực bị thiệt hại do lũ lụt nghiêm trọng và không được bảo hiểm nhiều. Năm ngoái, chỉ 10,6% trong số 31,1 tỷ đô la Mỹ thiệt hại do lũ lụt được bảo hiểm chi trả. Con số này đã cải thiện một chút so với mức trung bình 7% từ năm 2011 đến năm 2022, nhưng vẫn ở mức thấp so với 34% ở châu Âu. Theo một kịch bản công việc như bình thường tiêu cực nhất, biến đổi khí hậu sẽ khiến châu Á mất hơn 1/4 GDP vào năm 2050. Stuttgart ước tính, năm ngoái, thế giới ghi nhận hơn 50 trận lũ lụt lớn, cướp đi sinh mạng của hơn 2.300 người và gây thiệt hại kinh tế 82 tỷ đô la Mỹ.
Kể từ những năm 1950, tần suất và cường độ của các sự kiện mưa lớn đã tăng lên đối với hầu hết diện tích đất liền trên thế giới, nơi có đủ dữ liệu được thu thập. Ủy ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu IPCC của Liên Hợp Quốc nêu trong báo cáo năm ngoái, biến đổi khí hậu do con người gây ra có thể là động lực chính. IPCC chỉ ra, ngay cả khi hiện tượng nóng lên toàn cầu được kiềm chế ở mức 1,5 độ C vào năm 2100 so với thời kỳ tiền công nghiệp, thì lượng mưa lớn và lũ lụt kèm theo được dự báo sẽ tăng lên và trở nên thường xuyên hơn ở hầu hết các khu vực của châu Phi và châu Á. Các hoạt động của con người đã khiến nhiệt độ trung bình tăng 1,1 độ kể từ năm 1850. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin về tình hình lũ lụt tại Trung Quốc của Tin Mới ngày hôm nay. Để cập nhật và theo dõi những thông tin mới nhất cũng như là các thông tin quan trọng về tình hình lũ lụt ở trong khu vực, thì quý vị đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh Tin Mới. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị ở các bản tin tiếp theo. Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.